Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6, quý phụ huynh. Như vậy thì trong cái phần là trước ở tiết 1, ở cái bài tập cuối chương 1 thầy đã quay xong cho các em ở cái phần là bài tập trắc nghiệm từ bài 1 cho tới bài số 6 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em phần là bài tập tự luận em nhé. Có thể phần bài tập tự luận này thầy sẽ chia ra 2 đến 3 clip em. Tại vì trong đây nó có rất là nhiều bài và những bài này rất là khó. Và mỗi bài khi thầy quay á, thì thầy thường nhắc lại những kiến thức cũ để chúng ta nhớ và nắm lại cái cách làm và cách trình bày, chứ không phải là giải vèo để ra kết quả thì nó rất là đơn giản rồi. Nhưng quan trọng là thầy giải tới đâu mà các em cảm nhận được và các em hiểu và em nhớ lại những kiến thức cũ tới đó thì khi đó mới gọi là thành công em. Chứ không mà quay mà để mà giải ra giống như một cái mây giải á thì dễ lắm em. Để mà thầy giải thì đặt bút giải thì không cần nói, không cần phải làm gì cả thì cũng cực kỳ đơn giản đối với thầy. Nhưng mà làm sao để nói mà truyền đạt được cái cảm hứng và truyền đạt được cái kiến thức mà cho các em làm và hiểu thì khi đó mới là gọi là thành công của thầy, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1 nha. Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý nếu có thể. Nghe giải thích cái từ hợp lý này. Hợp lý nghĩa là chúng ta lựa chọn những cái cách là gì? Nhóm hoặc là đặt nhân từ chung để làm gì? Để xuất hiện số tròn trục. Thông thường như vậy, tròn trục nó hình dung là 10 này, 100 này, hay 50, nghĩa là tận cùng nó là chữ số 0, người ta gọi là số tròn trục. Và thông thường ở những cái dạng này chúng ta hay sử dụng công thức này các em này. A nhân B cộng A nhân C. Thì đây khi mà có A, ở đây có A chung thì chúng ta sẽ đặt A ra chung bên trong còn lại là B cộng C. Thầy để ý tất cả những cái bài mà tính nhanh hay là tính hợp lý các kiểu thì hay sử dụng công thức này. Hoặc là ví dụ như các phép nhân AB nhân C, chúng ta sẽ nhóm A nhân C một nhóm B ra bên ngoài. Đó, những công thức này đối với phép nhân. Đấy. Thì bây giờ tới đâu thầy sẽ hướng dẫn tới đó. Bây giờ thầy sẽ làm cho các em câu A. Tính giá trị biểu thức A 37 nhân 173 cộng 62 nhân 173 cộng 173. Đó là. Ở đây này, nghe là nói xíu này. Thầy sẽ giảng chỗ đây, thầy mới nói chỗ đây các em mới hiểu được nè. Cái A này này, nếu như chúng ta viết một mình đó thì chúng ta ngầm hiểu giùm thầy là nó đang nhân với mấy. Nghĩa là A này nó sẽ bằng là A nhân 1. Tại vì A nhân 1 thì bằng A. Các em hiểu nè. Chứng tỏ số 173 này nó đứng một mình, nghĩa là nó đang nhân với mấy? Nhân với số 1. Hay nói cách khác là thầy sẽ viết lại một lần nữa để các em thấy này. 37 nhân cho 173 cộng 62 nhân 173 cộng 173. Ở đây thầy sẽ nhân với số 1. Để một tí nữa thầy áp dụng công thức này này. Áp dụng công thức này này. Như vậy thì ở đây các em thấy có cái gì chung các em? Các em thấy có ở đây 113, đây 113, đây 113 này. Thầy sẽ đặt 173 ra chung. Bên trong còn lại số gì? Nhớ đặt chung là phải mở ngoặc ra nha. Và đây chính là phép gì? Phép nhân nha. Dấu chấm này biểu thị phép nhân này, mở ngoặc này. Đây viết đầu tiên là số gì? Số 37 này, dấu cộng ở đây ghi xuống này, 62 này, dấu cộng ở đây ghi xuống này, đây là số 1 này. Một số bạn ngầm hiểu khi mà đặt ra ngay chỗ đây nó là số 0 là sai. Và lúc nào khi người ta đã làm và đã tính toán, bây giờ người ta tính trong ngoặc này có phải là bằng bao nhiêu? Có phải là bằng bao nhiêu gam? Bằng 100. Có phải bằng 100 không? Đấy, 100. Như vậy kết quả ở đây của chúng ta sẽ bằng 173, viết hai số 0 làm sao? 17.300. Ok, nó cực kỳ nhanh và dễ hiểu luôn. Phải không? Đấy. Chứ ở đây mà các em dùng máy tính, các em bấm hoặc là chúng ta tính ở đây một kết quả, tính đen kết quả, sau đó lấy bàn này cộng lại cũng được, nhưng mà nó không nhanh, không hợp lý. Và chắc chắn xảy ra điểm số là không tối giản được. Bạn nào làm như thế này thầy mình cho 10 điểm này. Chứ các bạn mà nhân ở đây và cộng ở đây, thầy chỉ cho bạn đó 7 điểm thôi. Nếu mà thầy là dạy các em thực sự là như thế. Được chưa? Đấy. Chúng ta đi sang câu B nha. Câu B. Cứ bình tĩnh nghe, học thầy quan đừng có nôn. Nhiều lúc tính cách thầy rất là nhanh nghe. Con người thầy đá banh hay là làm việc bất kỳ nó nhanh. Nhưng mà đối với sự việc học này này, nó phải chắc. Nhanh càng nhanh thì càng tốt, nhưng phải chắc. Không chắc là không nên nhanh. Theo thầy là như vậy. Được không? Bây giờ này, các em nhìn này, nhìn giùm thầy. Chúng ta hiểu cái đề này, chúng ta đặt bút cho làm nhanh lắm em. Đây em thấy ở đây có 99, ở đây có 99 này. Liệu cái chỗ 900 này có tách ra được 99 không? Không được. Ở đây chúng ta chỉ có thể là tách ra trở thành là 9 nhân 100 thôi.
chứng tỏ thằng này để riêng bên ngoài cho thầy. Bây giờ chúng ta chỉ có làm xử lý hai thằng này thôi, mà hai thằng này chúng ta thấy có 99 chung, chứng tỏ giống nhau, chúng ta đặt 99 là chung. Nhớ tiếp theo là gì? Phép nhân này, mở ngoặc này, lấy gì 72 này cộng này gì em 28, từ đây cho 900 cứ để đó, được không? Thì làm như vậy em có hiểu không? Đấy, như vậy b bằng này, 99 này nhân này, hai này cộng lại thì người ta đã nói rồi, lúc nào nó ra số tròn trục này, đó chính là 100 trừ 900. Đấy, như vậy hai này nhân lại thì bằng 9900 trừ để cho 900, mà 9900 trừ 900 thì bằng 9000. Trời ơi, số quá đẹp đúng không em? Cực kỳ đẹp luôn, được chưa? Rồi hiểu không? Hiểu không hiểu thì em comment giùm cho, cũng không biết được là thầy giảng như vậy có hiểu hay không nữa. Bảo ông thầy đều nói nhiều kinh khủng vậy thì giống như cái quần què hay cái gì đấy rồi mà nói nhiều mà không hiểu gì hết thì tội thôi, không nói thì không được nha. Bây giờ ví dụ thầy giả sử như bài này là thầy không nói thì không được, phải nói nghe mới hiểu, mà đừng nói thầy nói nhiều, tại vì nói nhiều, chính cái nói nhiều thì em mới hiểu được. C bằng là 2 mũ 3 nhân 3 trừ 1 10 cộng 15 chia 4 mũ 2. Rồi bây giờ này, theo thứ tự thực hiện các phép tính nha, cái này bắt buộc phải theo thứ tự rồi, chứ không có cách nào mà hợp lý nữa các em. Theo thứ tự thực hiện các phép tính thì chúng ta phải tính giùm thầy trong ngoặc này trước này, tính trong ngoặc trước, sau đó tính gì, nếu trong ngoặc thì chúng ta phải tính lũy thừa trước tới nhân chia rồi tới cộng trừ nha. Theo tương tự như vậy, bây giờ những cái thằng này bên ngoài các em cứ ghi lại đi, đừng có tính xử lý gì cả. Bây giờ tại tính trong ngoặc, trong ngoặc này nó có mũ này, một mũ 10, một mũ 1 tỷ vẫn bằng 1, như vậy một mũ bao nhiêu thì nó vẫn bằng 1, chứng tỏ đây bằng 1 này, cộng 15 này. Các bước làm cứ làm từ từ như vậy nhé. Ở đây nhân cho 3, để nhân cho em nhé, trừ này. Bây giờ thầy tính trong ngoặc này, lấy 1 cộng 15 thì bằng 10, 16. Rồi đó, thấy chưa? Bây giờ này, em thấy này, ở trong này hết ngoặc này, thì bây giờ chúng ta chỉ thực hiện gì, lũy thừa trước rồi tới nhân chia rồi tới cộng trừ. Nếu chỉ có cộng trừ không thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải, nhớ chưa? Nhưng mà thì 2 mũ 3 đừng có lấy các em mà lấy 2 nhân 3 đây bằng 6 là sai biết đó nha. Lấy 2 nhân 3 bằng 6 sai, mà lấy 2 nhân 2 nhân 2 là 3, số 2 nhân lại nhau là bằng 8 này, nhân 3 này trừ 16 này, 4 mũ 2 là bằng 16, chứ không phải lấy 4 nhân 2 đây bằng 8 là sai đó nha, mà lại 4 nhân 4 nha, 4 nhân 4 là bằng 16. Rồi bây giờ ở đây nhân, ở đây chia thì chúng ta thực hiện nhân là 8 nhân 3 bằng 24 trừ 16 nhân thể loại 16 chia 16 là bằng 1. Rồi hiểu chưa? Rồi ok, được chưa này? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng là câu D nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu D nha. Bài này thì cũng chẳng có gì gọi là hợp lý, mà chắc bắt buộc chúng ta phải thực hiện theo thứ tự thực hiện các phép tính mà các em đã được học nha. Ở đây là không có dấu ngoặc không? Không có dấu ngoặc. Không có dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện gì? Lũy thừa trước tới nhân chia tới cộng trừ. Khi mà tới giai đoạn cộng trừ á thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải, nhớ dùng cái. Rồi, chỗ nào lũy thừa? Chỗ này và chỗ này, ba vị trí đúng không? 6 mũ 2, đừng lấy 6 x 2 bằng 12 nha. 6 x 6 bằng 3, 16 chia 4 nhân 3. 5 mũ 2 là bằng 25 trừ cái này này, cái này mình hay này, 201 mũ 0, nhớ dùng cái công thức này. Bao nhiêu mũ 0? A mũ 0 thì bằng mấy? Bằng 1. A mũ 0 thì bằng 1, nghĩa là 1 tỷ mũ 0 cũng bằng 1 á. Như vậy thì 201 mũ 0 thì cái này bằng 1, nhớ dùm cái nha, ok chưa? Rồi bây giờ á, lũy thừa xong rồi, tới gì? Tới nhân chia ha. Ở đây trong này á, nó có chia và nhân thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải ở chỗ đây này. Nghĩa là các em phải lấy 36 chia 4 trước, chứ mà các em lấy 4 nhân 3 trước là các em sai. Các em hiểu chưa nào? Lấy 36 chia 4 là được 9, nhân cho 3 ở đây, cộng 2 nhân 25 trừ 1. Rồi các em hiểu không?
Ok. Như vậy thì ở đây 9 nhân 3 đây là bằng 27. 50 trừ 1. Rồi. Bây giờ nó chỉ có phép cộng và phép trừ, chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Các em không được lấy 50 trừ 1 trước mà các em phải lấy 27 cộng 50. Ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? 77 trừ 1. Rồi, xong. Vậy thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 2 nha. Số 2. Bài số 2 nha. Tìm các chữ số x, y, biết. Câu A này. 1, 2x, 0, 2y. Chia hết cho bao nhiêu em? 2, 3 với lại 5. Rồi, bây giờ thầy sẽ giúp cho em giải quyết ở câu này. Để tìm được x này là số bao nhiêu và y này là số bao nhiêu nha. Thì để mà làm được cái này á thì chúng ta phải sử dụng các cái gì? Dấu hiệu chia hết. Thầy nhắc lại dấu hiệu chia hết này. Dấu hiệu chia hết cho 2 á là các chữ số chẵn 0, 2, 4, 6, 8. Dấu hiệu chia hết cho 5 là 0 với 5. Còn để dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5 đồng thời cùng một lúc á thì chữ số tận cùng phải là chữ số gì? Chữ số 0. Chứng tỏ y này sẽ là bằng 0 trước này. Y này bằng 0 thì khi đó mới đảm bảo được, khi đó nó sẽ chia hết cho 2 và cho 5. Được chưa? Còn dấu hiệu chia cho 3 và cho 9 là giống nhau, nghĩa là tổng các chữ số. Sau khi các em lập luận, tại vì cái số này chia hết cho cả 2 và 5 nên y này sẽ bằng 0. Khi đó các em sẽ thế số 0 vô đây. Khi đó các em sẽ tiến hành tổng các chữ số, nghĩa là các em lấy 1 cộng 2 cộng x cộng 0 cộng 2 cộng 0. Các em hiểu nè. Khi đó x nó x cộng với một số. Phải không? Chia hết cho 3. Như vậy x này người ta lập luận là, tại vì cái x này nó thuộc là từ 0 cho tới 9. X nó chỉ có thể thuộc từ 0 cho tới 9. Khi đó x chúng ta sẽ chọn những số nào thì game sẽ lấy. Cách làm của chúng ta là như vậy. Được nè. Chúng ta ghi vi nè. Vi 1 ha. Đây nè. 1, 2x, 0, 2y. À, chia hết. Cái bảng hơi rung nha. Chia hết cho 2 và 5. Cứ đúng nè. Nên cái chữ số tận cùng của nó là số gì? Là số 0. Nghĩa là từ đây ta suy ra y sẽ bằng 0 này. Suy ra y bằng 0. Đấy. Mà 1, 2, x, 0, 2. Bây giờ thế y vô luôn. Y thế ở đây là số 0 thế ở đây ha. Chia hết cho 3. Chúng ta phải lập luận em nhé. À, khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3. Đúng không? Nên tổng các chữ số thì các em lấy 1 cộng 2 cộng x cộng 0 cộng 2 cộng 0. Nó sẽ như nào các em? Nó sẽ chia hết cho 3. Cái đúng nè. Nên từ đây em ta suy ra x cộng, em thấy nè, 1 cộng 2 cộng 2 ở đây là 5 sẽ chia hết cho 3. Ok. Được không nào? Thì bây giờ á, và đồng thời, và x này nó nằm trong khoảng nào? 0 cho tới 9. Như vậy bây giờ chúng ta giả sử thế số 0 vô đây. 0 cộng 5 thì 5, 0 cộng 5 thì bằng 5, có chia cho 3 không? Không. Chứng tỏ số 0 không lấy. Số 1 được không? Được. 1 cộng 5 là bằng 6, chia cho 3, chứng tỏ số 1 chúng ta sẽ lấy. Từ đây chúng ta suy ra x nó sẽ thuộc những số nào? Số 1 này. Số mấy nữa em? Nhầm nhầm thế này. Số 4. Và đồng thời nó là lấy số 7 nè. 1, 4, 4, 7. Được chưa? Ok. Vậy ta kết luận. Để cái số 1, 2x, 0, 2y đó nè, chia hết cho 2, 3 và 5 thì y này phải bằng 0 và x nó phải thuộc một trong ba số này. Số 1 hoặc là số 4 hoặc là số 7. Vậy thôi. Cái cách trình bày nó hơi dài một xíu nhưng bù lại nó sẽ giúp cho các em rất là dễ hiểu. Chứ trình bày càng ngắn mà các em không hiểu á thì cũng như nhau à.
Quan trọng học là chúng ta phải hiểu mà làm được bài. Cái đó mới là cái quan trọng em. Chứ còn học mà không biết cái gì hết thì thôi bó tay. Được chưa? Rồi, câu B nha. Câu B. Rồi, ta sẽ đi sang câu 2B nha. Cũng cũng cách làm như vậy ha. Ở đây chia hết cho 5 và cho 9. Cho 5 thì các em thấy này. Để cho 5 thì chúng ta sử dụng cái dấu hiệu thôi. Cái dấu hiệu. Đúng nè. Khi mà chia cho 5 ha. Chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2. Đó, nó ràng buộc như vậy. Chứng tỏ chúng ta sẽ loại số gì? Nếu ấy, mà dấu hiệu chia cho 5 ấy, thì chữ số tận cùng của nó sẽ là chữ y này. Nó sẽ là 0 hoặc là 5, một trong hai số đó. Nhưng mà ở đây nó bảo là không chia cho 2 thì chứng tỏ chúng ta sẽ loại số gì? Chúng ta sẽ loại số 0. Đúng không? Tại vì chữ số tận cùng là chữ số 5 thì đâu chia cho 2, tại vì nó là chữ số lẻ. Nó không chia cho 2, 2. Chứng tỏ cái y này này, ta nói nôm na là bằng 5 này. Ở đây. Em hiểu nào? Bây giờ cho 9 thì giống như là câu A, chúng ta sẽ tổng hết chữ số. Nghe các em lấy 4 cộng 1 cộng 3 cộng x cộng 2 cộng 5. À, sau đó chúng ta sẽ lập luận và chúng ta sẽ tìm lại được x. Vậy thôi. Ok chưa? Quan trọng là thầy giảng như vậy để các em hiểu trước. Sau đó đề ba vô làm là chỉ việc ghi, chép và lập luận thôi. À, ở đây các em ghi thầy là cái số 413x2y. À, nó như nào là chia hết cho 5. À, mà không chia cho 2. Mà không chia hết cho 2 ha. Khi cái chữ số tận cùng của nó là số nào của em? À, nếu em lấy số 0 là em sai á, tại vì số 0 là chia hết cho 2 mất, nó phải là số 5. Em hiểu chưa? Như vậy từ đây chúng ta suy ra y chúng ta bằng mấy? Y chúng ta sẽ bằng 5. Tiếp tục thế y vô 1, 3, x, 2, 5 này. Nó chia hết cho bao nhiêu? Chia hết cho 9. Khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết. Cũng chia hết cho gì? Cho 9. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng cái chữ số thôi. Nên ở đây này, mở ngoặc ra 4 cộng 1 cộng 3 cộng x cộng 2 cộng 5 sẽ chia cho 9 ở đây. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra đây là x cộng này. Ta nhầm nhầm thì bao nhiêu nha? 5, 8, 10, 15. Đúng không? Chia cho 9. Và đồng thời ở đây x của chúng ta cũng lấy từ 0 cho tới gì? Cho 9. Nên từ đây chúng ta suy ra x. Coi thế nào. 0 không được, 1, 2, 3, 3 được đúng không? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không được, chỉ có x bằng 3 thôi em. X bằng 3. Vậy để cái số 4 1 3 x 2 y chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 thì y là mấy? Y bằng 5 và x là bằng 3. Nghĩa là x là thế số 3 đây. Nghĩa là 413.325. Thì nó sẽ thỏa mãn được cái yêu cầu của bài toán. Em thấy những bài tập người ta đưa ra rất là dài. Không thể nào mà thầy mà quay hết cả 9 cái bài này trong clip thì thầy nói các em phải tiếng rưỡi em. Tại vì thầy dạy nó kỹ. Chứ không phải là dạy trớt trớt rồi giải qua rồi xong. Đối với thầy không em. Dạy là em phải hiểu. Mà không hiểu á thì thôi chơi chơi chào thật đúng nhưng mà thầy cố gắng hết sức em rồi. Như vậy thì
clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 3 trở đi. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.